Nguyện thứ tư, tam thập nhị chủng, đại trượng phu tướng. Câu này chính là tam thập nhị tướng nguyện. Thông thường nói, chúng sanh trong mười phương thế giới đại khái tương tự như thế giới ta bà. Hình dáng của chúng ta, màu sắc của da không giống nhau, tướng mạo cũng không giống nhau. Ở trong tình trạng này, khó tránh khỏi việc tạo nên sự bất bình trong tâm người. Tướng mạo đoan chánh, trang nghiêm xinh đẹp, người ta tiếp xúc liền ưa thích. Bản thân liền sinh ra cống cao. Sắc tướng tôi đoan nghiêm, rất nhiều người các anh không bằng tôi, kiêu mạn. Nếu như thể chất cơ thể suy yếu, tướng mạo không đẹp, sinh ra mặc cảm tự ti, thảy đều sinh phiền não. Vì cơ thể của mình, vì dung mạo của mình thường sinh phiền não. A Di Đà Phật rất thông minh, nhìn thấy tâm tư của chúng ta, cho nên sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tướng mạo của mỗi người đều vô cùng viên mãn. Tam thập nhị chủng đại trượng phu tướng. Các vị phải biết, đây là thời xưa người Ấn Độ cho rằng người có 32 tướng này là quý tướng. Người Ấn Độ có cách nói này, người Trung Quốc cũng có cách nói này. Phước tướng, người Trung Quốc nói quý tướng, phước tướng. Chữ phước tướng này là rất có đạo lý. Tướng mạo là phước báo, thể chất cũng là phước báo. Trong Kinh Luận Di Thuật nói với chúng ta, mọi người chúng ta đều đến đầu thai ở cõi người. Ở trong giai đoạn này, ở trong khu vực này, chúng ta chung sống với nhau, ai cũng đều được thân người. Đây là dẫn nghiệp, dẫn đường chúng ta đến cõi này để đầu thai. Ở trong nghiệp lực có hai loại, đây là thuộc về dẫn nghiệp. Mọi người chúng ta giống nhau, đều đến cõi người để đầu thai được thân người. Nhưng cái thân thể mà mỗi người chúng ta có được đều khác nhau. Thể chất tức là nó mức độ sức khỏe không giống nhau, thọ mạng dài ngắn khác nhau, diện mạo màu da không giống nhau, hưởng thụ đời sống không giống nhau. Những thứ này gọi là mãn nghiệp. Mãn nghiệp là quả báo của tạo thiện, tạo ác trong đời quá khứ. Nếu như trong đời quá khứ thiện nhiều ác ít, thì mãn nghiệp của chúng ta sẽ thù thắng. Phật nói với chúng ta, quả báo của bố thí,
bố thí tài được giàu có. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Bố thí vô úy được sức khỏe trường thọ. Chúng ta liền biết mãn nghiệp được tạo nên như thế nào. Người này có tiền, rất giàu có. Là trong đời quá khứ họ thí tài nhiều, trong đời này họ được quả báo giàu có. Nếu như họ bố thí, bố thí rất thoải mái, bố thí rất khoan hỷ, thì của cải trong đời này họ cũng sẽ có được rất dễ dàng. Bất kể là họ làm trong ngành nghề nào, rất nhanh, không cần tốn nhiều công sức gì cả, nhưng kiếm được rất nhiều tiền. Đây là mãn nghiệp của họ. Nếu như bố thí rất miễn cưỡng, sau khi bố thí rồi lại hối tiếc, họ vẫn có phước báo, nhưng kiếm tiền kiếm rất vất vả. Cho nên nhân và quả nhất định tương ưng không một may. Sai lệch. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này, sau đó mới biết mình phải tu tích như thế nào. Nếu chúng ta muốn học tập, phải tu phước báo vô lậu. Cái này phải hiểu. Sao gọi là vô lậu vậy? Ở chỗ này chúng ta không thể nói cặn kẽ. Nói cặn kẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Nói tóm lại, tu phước mà ta không mong hưởng phước, đây chính là vô lậu. Tu phước mình nhất định được phước báo. Phước báo có được hãy để cho đại chúng xã hội hưởng. Bản thân chuyên cầu tịnh độ, chuyên cầu Phật đạo, vậy là tốt. Những cái bạn đã tu là phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu thì hưởng không hết. Phước báo hữu lậu, phần trước đã nói, khi hưởng phước lại tạo nghiệp, cho nên họ sẽ đọa ác đạo tiếp. Phước báo vô lậu sẽ không đọa lại ác đạo. Cho nên 32 tướng này, tướng đại trượng phu là tiêu chuẩn của người xưa. Mỗi một tướng đẹp đều có nghiệp nhân. Thí dụ trong kinh Phật thường nói tướng lưỡi rộng dài, đây là tướng tốt. Nghiệp nhân là gì vậy? Không vọng ngữ. Ở trong kinh Phật nói một người ba đời không vọng ngữ thì lưỡi của họ lè ra có thể liếm được chóp mũi. Thích Ca Mâu Ni Phật thường hay giảng kinh thuyết pháp, nói tôi không lừa mọi người. Ngài đã chứng minh lưỡi của Ngài khi lè ra che kín cả mặt, các bạn có làm được không? Chứng minh điều gì vậy? Đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ, xưa nay không lừa gạt người, mới có cái tướng tốt này. Cho nên nhà Phật tạo tượng phải tạo cho được nhân quả. Tạo tượng Phật, tạo tượng Bồ Tát, tạo tượng La Hán đều có pháp biểu trưng nhất định.
mang ý nghĩa giáo dục ở trong đó, không phải tạo tùy tiện được. Hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều tượng Phật Bồ Tát là tạo theo tượng người nghệ thuật. Tại sao vậy? Không tạo ra được 32 tướng. Thời xưa tạo tượng căn cứ theo trong kinh tạo tượng độ lượng đã nói mà tạo, phải tạo ra được tam thập nhị chủng đại trượng phu tướng, để người ta sau khi nhìn thấy liền hiểu được cái gì là nhân, tu nhân như thế nào sẽ được quả báo như thế nào. Ngoài 32 tướng ra còn có 80 vẻ đẹp đi kèm, đây gọi là tướng hảo quang minh. 32 tướng, 80 vẻ đẹp thì nhân quả thảy đều nói hết, nói rất tường tận, rất rõ ràng, là cư sĩ Giang Dị Nông Kinh Kim Cang giảng nghĩa. Nếu quý vị muốn biết có thể đi tham khảo. Năm xưa chúng ta đã giảng qua Kinh Kim Cang tại đây rồi. Bản kinh chúng tôi chọn cũng là bản của cư sĩ Giang Dị Nông, nhưng 32 tướng chúng tôi cũng chưa nói rõ. Nói rõ quá phiền phức, nhắc qua là được rồi. Nếu quý vị muốn biết nhiều thêm, cuốn giảng nghĩa này ở đây chúng tôi có rất nhiều, tự mình có thể lấy đọc. Đặc biệt nhắc nhở mọi người là tạo tượng Phật nhất định phải dựa theo quy tắc này, vậy mới là như pháp. Nhưng trên thực tế mà nói, không chỉ 32 tướng, ở trong Kinh Luật Đại Thừa thường nói Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đó là sự thật. Vô lượng, vô tận tướng hảo quang minh. Lưu xuất từ tự tánh viên mãn. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian phải tùy tục. Cái gọi là tùy loại hóa thân. Trong Phẩm Phổ Môn nói Bồ Tát Quan Thế Âm có 32 ứng hóa. Đây là điều mà các vị đều biết. Phẩm Phổ Môn mọi người đều đọc rồi. 32 ứng thân chính là 32 loại. Ở trong mỗi loại lại là vô lượng vô biên. Thí dụ nói, cần dùng thân đồng nam, thân đồng nữ để thuyết pháp. Hình dáng đồng nam rất nhiều, đồng nữ cũng không chỉ một loại. Đó là nói một loại, 32 loại. Các ngày hóa hiện không phải hữu ý, không phải tùy theo ý của mình mà biến hóa. Biến hóa tùy theo ý của mình là phàm phu, không phải thánh nhân. Các vị nên biết rằng ở trong lục đạo, những thiên thần, quỷ thần, tinh linh này cũng biết biến hiện ra thân người tùy theo ý của mình. Phật Bồ Tát không như vậy. Phật Bồ Tát là tùy theo ý của chúng sanh. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng.
Tùy chúng sanh cũng có nguyên tắc. Chúng sanh thích thân tướng như thế nào, các ngài liền hiện thân tướng như thế ấy. Thân tướng không cố định, hiện ra thân tướng như vậy, chúng sanh ưa thích, ưa thích sẽ dễ dàng độ họ. Cho nên Phật Bồ Tát hiện thân là vì chúng sanh, chứ không phải vì mình. Đều nhằm giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh quay đầu, giúp đỡ chúng sanh khai ngộ, tu hành chứng quả. Không có một niệm nào là vì bản thân. Vậy mới là thị hiện của chư Phật Bồ Tát. Ở trong đây có đạo lý. Cái đạo lý này là hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Họ nhìn thấy, họ ưa thích loại sắc tướng này, họ mới có thể sinh khởi tâm kính yêu. Họ kính người này, ưa thích người này, người này nói họ mới chịu nghe. Cùng một câu nói, người không ưa thích, nói nhiều lần đi nữa cũng không nghe. Người ưa thích nói một câu, họ liền nghe theo ngay. Cho nên Phật Bồ Tát độ chúng sanh nhất định phải tìm vào cái mà chúng sanh thích, mới có thể khiến chúng sanh được lợi ích. Đây là nói thân tướng. 32 tướng ở chỗ này đặc biệt nhớ kỹ. Chỗ này nói tam thập nhị chủng đại trượng phu tướng là tiêu chuẩn của người thế gian chúng ta. Thật sự đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không phải dính hình tướng này. Là thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, nói không hết.